Nhanh nhất phải đến cuối năm 2025, sân vận động mới của tỉnh An Giang mới được hoàn thành. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang, chủ đầu tư của dự án cho biết. Hiện tại, ban quản lý dự án đã thực hiện khảo sát địa hình, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sân vận động tỉnh An Giang và tổ chức lựa chọn nhà thầu, đấu thầu rộng rãi, gói thầu số 02 khảo sát địa chất. Nhà thầu tư vấn đã hoàn thành việc khoan khảo sát địa chất và lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình. Trong giai đoạn từ quý 4, 2022 đến hết năm 2025, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, ban quản lý dự án sẽ lập và trình phê duyệt các hồ sơ chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện đầu tư dự án. Dự kiến đến tháng 11 năm 2025 sẽ đưa công trình sân vận động tỉnh An Giang vào sử dụng. Sân vận động An Giang mới có sức chứa 20.000 khán giả, dự kiến xây dựng tại phường Mỹ Hòa của thành phố Long Xuyên,